Sau bao năm còng lưng vắt kiệt sức nuôi con trai ăn học đại học thành tài, thì ngày cha ốm sắp chết, con trai ông quay về trả ơn cha bằng cách này, khiến ai biết chuyện cũng phẫn nộ về hành động đó của đứa con. Vợ mất từ năm con trai lên 2 tuổi. Gánh nặng đều đổ lên vai ông hai hết. Ngày trước, nhờ vợ buôn bán rau cỏ nên gia đình ông cũng đủ sống. Nhưng từ ngày vợ mất, cuộc sống của bố con ông lại trở nên khó khăn hơn. Thân hình gầy yếu, với đôi chân bị dị tật từ nhỏ nên ông hai không đi bốc vác hay làm một công việc gì ổn định được hết. Nhà có mỗi một chiếc xích lô cà tàng. Ông cố đạp nó đến những cái chợ nhỏ để kiếm tiền nuôi con trai ăn học. Vừa đạp xích lô chở đồ thuê, vừa tranh thủ nhặt rác kiếm tiền nuôi con trai ăn học bằng người ta, khiến sức lực của ông hai ngày càng yếu đi. Nhưng lúc mệt quá, ốm liệt giường, ông cố đứng dậy, khoác tấm áo rách chị của mình để đi làm tiếp. Bởi ông biết, nếu ông mà nằm ở nhà, con trai ông sẽ lấy tiền đâu mà ăn học chứ. Cứ thế, bất kể ngày nắng hay mưa, ngày hay đêm, ông hai vẫn cố hết sức để đi cày cuốc kiếm từng đồng về nuôi con. Thời gian cứ thế trôi qua mau. Rồi một ngày, con trai ông đỗ đại học trên thành phố. Ông rất vui mừng vì có một thằng con trai học rất giỏi và có tài. Nên ông nghĩ, nếu mà bây giờ con trai mình lên thành phố học đại học, mình sẽ ráng cố gắng chạy xích lô nhiều hơn và kiếm thêm việc gì đó làm để đóng tiền học cho con học đại học. Vì đã học trên thành phố thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Nuôi con ăn học cao, ông hai phải gồng mình đi làm thêm gấp 2 gấp 3 lần ngày trước. Ngày nào, người ta cũng thấy một người đàn ông 50 tuổi còng lưng chở xe xích lô vật liệu xây dựng đi khắp chỗ này chỗ kia. 4 năm dài đằng đẵng nuôi con ăn học cũng đã kết thúc. Và ông hai, trong thời gian con học đại học ở thành phố, thì ông cũng đã dành dụm riêng một số tiền để sau này con trai ông học xong rồi nó có một số vốn để làm ăn và lập gia đình. Và thời gian mỗi ngày trôi qua, con trai ông trên thành phố cũng đã xin được một việc làm ổn định cho một công ty nước ngoài, thu nhập mỗi tháng cũng khoảng từ 10 đến 15 triệu một tháng. Tuy nhiên, thu nhập số tiền khủng mỗi tháng như vậy, nhưng chưa bao giờ người con trai này về quê thăm người cha già mà hàng ngày đạp chiếc xích lô nuôi mình ăn học thành tài. Và cũng chả nhớ rằng mình có một người bố đạp xích lô ở dưới quê. Ngày đêm mong mỏi con trai về thăm mình, người cha điện thoại cho cậu con trai cũng không thèm bắt máy. Nên người cha thấy vậy, đã một mình mặc bộ đồ rách bao nhiêu năm làm việc của mình và chiếc xích lô cà tàng để lên thành phố thăm con trai. Và cuối cùng, 2 ngày trôi qua, ông hai cũng đã đạp xích lô lên đến thành phố. Ông hai đã tìm đến công ty của cậu con trai ông làm việc. Cái lưng còng của ông hai cũng đã rã rời và ông hai nằm trên chiếc xích lô để ngủ một giấc, chờ con trai mình tan ca. Và cuối cùng, ông hai cũng đã gặp được người con trai của mình mà bao năm nay mình mòn mỏi chờ đợi. Ông hai thấy con trai mình vừa bước ra khỏi công ty đi cùng nhóm bạn và ông hai đã chạy theo kêu: "Con trai của cha, sao lâu rồi mà con không về quê thăm cha vậy? Mà cha điện thoại cho con cũng không bắt máy." Liền lúc đó, nhóm bạn đi cùng hỏi cậu ấy: "Ông già đạp xích lô đó là ai vậy mà kêu cậu bằng con xưng cha vậy? Bộ người đó là cha của bạn hay sao?" Và cậu ấy nói, ông già đạp xích lô đó là người ở gần nhà mình. Mỗi ngày, ông không có gì ăn, nên mình đã cho ăn, nên đi theo mình hoài. Và người cha đứng từ xa nghe vậy, hai hàng nước mắt từ từ tuôn xuống. Nhưng ông hai nghĩ, con trai mình nói như vậy với đám bạn, mình không phải là cha vì có lý do riêng nào đó của nó. Và ông hai quay lại chiếc xích lô và đạp về quê. 2 tuần sau, nghe chú bác dưới quê điện lên báo: "Cha mày, mấy hôm nay không biết sao mà bệnh càng ngày càng nặng không hết, nên mày tranh thủ về quê thăm cha mày mấy bữa, rồi đi lên thành phố làm tiếp." Về nhà thấy cha nằm co ro trong mảnh chiếu rách, bên cạnh là bát cháo trắng đã khô hết vì để từ mấy ngày hôm trước. Thay vì chạy lại ôm cha, nhưng người con trai này lại lấy số tiền ra và nói với chú bác ra mua giùm con một cái quan tài. Chừng nào cha con chết thì bỏ cha con vào quan tài, rồi đem ra ruộng đào hố chôn giùm con, tại vì con rất là bận. Rồi cuối cùng, người cha cũng đã nhắm mắt ra đi mãi mãi. Nhưng trước khi chết, người cha có gửi một cái túi cho ông bác ở hàng xóm và dặn, khi nào con chết thì bác hãy đưa cái túi này cho thằng con trai của con giùm. Và ông bác hàng xóm cũng đã làm theo di nguyện của người cha. Nhưng người đàn ông này rất bức xúc và cảm động trước tình cảm thiêng liêng của người cha trước khi chết dành cho con trai của mình.
Sau khi bỏ người cha vào quan tài, thì người con trai lại một lần nữa trở về quê để đốt cho người cha mình một nén nhang. Cậu con trai vừa bước vào sân nhà thì ông bác liền chạy ra, chỉ vào mặt cậu con trai ấy và chửi: "Mày, mày là loại con bất hiếu, mày có biết cha mày vì ai đến nông nỗi này không? Cả cuộc đời ông ấy dầm mưa dãi nắng, đi làm thuê để nuôi mày ăn học thành tài. Vậy mà ngày hôm nay cha mày chết mày cũng không về gặp mặt. Mày trả ơn và đối xử với ông ấy như vậy sao?" Vì quá bức xúc, ông bác hàng xóm đã tát một cái vào mặt người con trai bất hiếu này. Và ông bác bảo: "Trước khi chết, cha mày có gửi cho tao một cái túi để đưa cho mày nè. Mày lấy ra xem coi cái gì trong đó." Và cậu con trai đã mở chiếc túi ra và lấy ra một số tiền không hề nhỏ, khoảng 300 triệu đồng và một tờ giấy. Người cha có viết trong tờ giấy là: "Đây là số tiền của chính cha làm ra và để dành cho con khi học thành tài xong, rồi cha sẽ đưa cho con làm vốn và lập gia đình. Thương con trai." Và người con trai vừa cầm tờ giấy của cha để lại đọc, vừa đọc hai hàng nước mắt của cậu ấy tuôn ra như suối và rào khóc bên quan tài: "Cha ơi cha đừng có chết bỏ con là đứa con trai bất hiếu. Bởi vậy mới nói, cha mẹ lúc còn sống thì không về báo hiếu, đợi đến lúc già gần chết thì quay về thì đã muộn." Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.